Hello mọi người, nhất là những anh trai tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, mệnh Phúc Đăng Hỏa. Em hay nói vui đó, đây là những cái người gọi là con rắn lửa ha. Con rắn mà thường thì con rắn có đem cái sự lạnh lùng, ướt át và đem một cái vẻ gì đó đáng sợ. Thì ngược lại người Ất Tỵ, dù là nam mạng hay nữ mạng, đặc biệt là nam mạng thì cái sự lạnh lùng đó nó rất là ít, đôi khi là còn sự nóng bỏng nữa, thậm chí là nóng nảy luôn. Và đặc biệt là cái sự nóng nảy của người Ất Tỵ nam mạng là kèm theo luôn cả cái sự kiên nhẫn, cho nên là người Ất Tỵ nam mạng có thể nói là một trong những người thành công nhất của tuổi của những người nắm thiên tính tuổi Tỵ. Bởi vì sao? Bởi vì họ ngoài cái sự mà dám làm dám chịu, họ còn có cái sự kiên nhẫn nhất định. Thì đây là một cái video em làm về tử vi của cái năm Mậu Tuất 2018 đối với các anh tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Thì đầu tiên hết á, mạng các anh như đã nói là mạng Phúc Đăng Hỏa, năm nay là năm Bình Địa Mộc, lửa đèn mà gặp năm Bình Địa Mộc, tức là mộc sinh hỏa, là năm được tương sinh của bản mệnh ha. Rồi sao á, thì các anh năm nay may mắn được sao một đức chiếu mạng, một cái ngôi sao rất là may mắn và danh lộc rất tốt ha. Và sao mộc đức lại là hành mộc rất là tốt cho người mệnh hỏa. Hạng thì hình tiền chỉ là một cái hạng tương đối nhẹ nhàng, chủ yếu là bệnh ở trong tim mạch, cũng không quá nặng nề. Vận niên là kê giáp viên, tức là gà về vườn, tốt, một cái vận niên cũng không có xấu gì ha, có cái sự an hưởng. Thiên can Ất gặp Mậu là một số cái nạp âm ngũ hành đó, xét về mặt nạp âm ngũ hành đó là khắc xuất thắng lợi. Tỵ gặp Tuất thì lại là bị sinh xuất về nạp âm ngũ hành, cho nên không tốt cho lắm về gia đạo. Như vậy là đó là cái bên ngoài của một cái tử vi của năm Mậu Tuất đối với tuổi Ất Tỵ nam mạng của các anh. Thì xét về mặt sự nghiệp và công danh của năm Mậu Tuất 2018 á, các anh là được sao một đức chiếu mạng, công danh tài lộc hưng vượng, gặp nhiều may mắn, mưu sự chuyện lớn dễ thành. Sao một đức như đã nói là thuộc hành mộc, đối với người mạng hỏa là tương sinh, mộc sinh hỏa, cho nên là cái sao một đức nó ảnh hưởng đến cái người tuổi Ất Tỵ nam mạng rất là tốt ha, sinh thêm nhiều lợi ích, có thể là đem lại nhiều tài lộc. Với mà cái hạn thì hình tiền thì quan tâm nhiều đến sức khỏe, phòng cái bệnh nặng vào những cái tháng mà đầu năm, như là tháng thủy, hai tháng thủy này, tháng Giáp Dần và tháng Ất Mão, nên theo dõi sớm để mà có gì thì chữa trị nó tương đối dễ dàng. Vận niên kê giáp viên là một vận niên khá tốt, giúp các anh hanh thông trong công việc, nhưng không thể to lớn được, tại vì kê giáp viên là gà về vườn mà, đúng không? Gà về vườn là thường là gọi là nghỉ ngơi hơn là làm việc. Vận niên này nè, nó thường có lợi cho mặt sức khỏe hơn là lợi cho việc làm ăn, tại vì gà về vườn, gà mà chui vô vườn là coi như xong rồi, ăn uống không à ha. Thì về tứ trụ thì được năm nay, năm 2018 là với thiên thắng, thì công việc làm ăn dù là có khó khăn nhất định, trở ngại, nhưng vẫn vượt qua, giành được thắng lợi, thậm chí là thắng lợi lớn. Mưu sự thì mới đầu thì gặp cái chuyện trục trặc một tí xíu, nhưng mà hậu sẽ là sẽ đạt được mục đích. Tuy nhiên là địa thì là địa hao, mà địa hao là gia đình, tình cảm, sức khỏe, bản thân có bất an, nhiều việc rối rắm, dễ gây hao tốn tiền bạc từ những cái gia đạo của mình. Đó là về tứ trụ của năm 2018 đối với tuổi các anh. Như vậy phối hợp các yếu tố trên á, đứng về mặt ngũ hành để luận giải á, thì cái chữ Mậu của năm nay á, thì thuộc dương, ngũ hành năm nay hợp hỏa, cho nên hỏa sẽ vượng. Mà hỏa vượng thì đối với các anh á, người mạng hỏa gặp năm hỏa vượng á, thì còn có phần lợi ích cho công danh tài lộc lẫn sức khỏe, được cái sao vận á, là khá tốt, sao một đức mà, và cũng được cái thiên thời, công việc làm ăn dù có khó khăn nhưng cũng được người sự giúp đỡ của cái ngoại duyên bên ngoài, thành quả đạt được tương đối khả quan. Tuy nhiên với địa hao thì gia đình, tình cảm không được như ý, vợ chồng con cái sẽ sinh chuyện rối rắm,
khiến phải tốn hao nhiều mặt. Có thể nói đây là một năm thành tựu trong công việc, nhưng về mặt gia đạo tình cảm thì không được an vui. Các anh đừng nên chạy theo danh lợi công việc quá thu hút mà quên đi cái sự quan tâm đến gia đạo ha. Mà nếu mà quên đi cái sự quan tâm đến gia đạo thì sẽ có xảy ra trúc trắc trục trặc, đặc biệt là những đứa con dưới 21 tuổi sẽ đem lại cái thiệu chuyện hao tốn tiền bạc của các anh ha. Các anh phải coi cái gia đình mình, ngoài cái công việc, cái gia đình mình cũng là một cái sự nghiệp, một cái con cái cũng là cái sự nghiệp của mình. Một năm tương đối thành công cả về danh lộc lẫn cái tiền tài của các anh Ất Tỵ sinh năm 1965. Cho nên là các anh nói phải nói là tiền bạc thì rõ ràng là ok ha. Xét về mặt tử vi á, thì nhập cung tiểu hạn thì có thiên phú nè ha, thiên khôi phượng cát giải thần. Thì đây là những cái tinh quân rất là tốt, cho nên là thường gặp may mắn, có quý nhân giúp đỡ về công danh lẫn tài lộc. Với là hỷ thần tọa hạn hợp cùng với long đức á, mưu sự chuyện lớn rất là dễ thành công ha, có nhiều niềm vui. Tuy nhiên với thiên không nhập hạn luôn thì dễ bị thị phi tai tiếng, có người oán trách hay là rắc rối tới pháp luật, bị kẻ xấu đâm sau lưng. Tử vi cũng có nhiều cái tinh quân xấu hội chiếu, đặc biệt là với thất sát là ngộ bạch hổ, dễ bị tai nạn đổ máu hay đau yếu về xương cốt, thậm chí là bị lừa gạt mất của. Đồng thời thì lộc tồn hội với thiên không, tiền bạc tiêu hao không chính đáng hay bị người khác ăn chặn cái số tiền lời của mình có được. Cung mệnh thì có tử phù nè đi với tiểu hao, thì nếu như hai cái sao này mà kết hợp thì người ta gọi là cung tặc thần. Mà vì là có nhiều bất lợi về mặt bạn bè, đầu tư hùng hạp thì không nên, dù đây là năm mộc đức. Rất dễ bị tai tiếng, chuyện không thành có, hao tài mất của. Cho nên là năm nay dù là có sao mộc đức thì cũng nên cẩn thận cái việc hùng hạp làm ăn. Tuy vậy cái cung tài bạch đó thì cũng có nhiều lúc vượng phát. Với lộc tồn hội với là hóa lộc á, tiền bạc sẽ có số lớn, nhưng phải phòng hung họa đi bên sau đó nếu như không có cẩn thận ha. Nhìn chung các mặt á, năm nay công việc làm ăn sẽ thuận lợi, tạo được thành quả đáng kể, nhưng về mặt tình cảm lẫn sức khỏe gia đạo á, có nhiều chuyển biến bất an và tốn hao tiền bạc không nhỏ. Đây là năm mà các anh đừng có mà thừa thắng xông lên quá mà không có lo lắng cho gia đạo, ảnh hưởng đến gia đình. Vì gia đạo có yên ổn thì sự nghiệp mới bảo toàn dài lâu. Các anh có làm một đống tiền đi nữa mà không quan tâm con cái nó phá hết cũng vậy. Cho nên là năm nay làm ăn được thì cũng là cái năm các anh phải cần quan tâm, đặc biệt là những đứa con mà dưới 21 tuổi ha. Rồi, đó là những cái gì mà về sự nghiệp và công danh của năm 2018 đối với tuổi của các anh. Về mặt tình cảm của năm 2018 và gia đạo á, thì thiên tính của người nam Ất Tỵ là không có lạnh lùng, nó hơi nóng nảy vô cớ, nhưng cũng là người đặc biệt quan tâm đến gia đình, tình cảm thì sâu đậm. Dù rằng phần số mỗi người mỗi khác, có ấm êm cũng có người sầu muộn, nhưng năm nay đã ngoại ngũ tuần rồi, cuộc sống thì tương đối ổn định với các anh. Tuy nhiên năm nay có hồng đào hỷ tam hợp lưu chiếu thì gia đạo tuy là vẫn có trục trặc trúc trắc đó, có xào xáo, nhưng cũng có nhiều niềm vui từ con cái ha. Đây là cái sự hạnh phúc không nhỏ đối với các anh trai. Cung tử tức thì vốn dĩ của các anh thì có khôi việc nè, thanh long thiếu dương hội chiếu, con cái năm nay dễ có những thành tựu đáng kể, thậm chí là có cưới gả thêm cháu thêm người. Bên cạnh đó cũng có những cái bệnh tinh phá tinh hội tụ, gia đình có ốm đau hoặc xảy ra việc hư hại khiến các anh phải hao tốn không nhỏ, đặc biệt là những đứa dưới 21 tuổi ha. Em khẳng đi khẳng lại ha, năm nay các anh nên dè dặt trong mối quan hệ bạn bè, cẩn thận khi tham dự công việc cộng đồng có tính mà đấu tranh phe phái ha.
cục bộ dễ sinh thêm chống đối chồng chất bất ổn cho cái công việc của mình. Tuy nhiên năm nay có sao mộc đức, lại là mình lại là người hành hỏa, cho nên là có thì mình cũng chiến được, nhưng mà các anh cũng đã biết ha, thêm bạn thì bớt thù nó vẫn hơn. Đối với các anh trai á, mà đang trong tình trạng mà độc thân á, tình cảm năm nay á, do là năm có cả hồng hội, hồng đào hội gì đó, hỷ gì đó nằm ha, thì tình cảm rất là sôi động, có nhiều liên hệ tốt đẹp. Các anh sẽ có những ngày tháng hạnh phúc bên một cái tình cảm có thể là mới mẻ, nồng ấm. Nhưng mà các anh nên nhớ ha, do là các anh là người nặng tình, dù là các anh là người mạnh hỏa, nhưng mà người các anh nặng tình, hạnh phúc nó thường mang theo cái mầm mống khổ đau nếu như các anh không khéo lựa chọn cái người phụ nữ dính vào cái việc mà mối tình tay ba tay tư ha. Tuy là đây là năm không thuận lợi, nhưng mà nếu như mà các anh muốn thì cũng có thể kiếm một người về góp gạo thổi cơm chung, nó vẫn ok bình thường. Các anh thì chắc là thổi yến xào chứ còn cơm thì chắc không có đâu ha. Giờ tuổi của các anh mà nếu mà giờ này cô đơn thì thường là gia sản sẽ vượng phát. Về mặt sức khỏe, năm nay sao hạn chiếu mạng không? Và ngũ hành khá tốt, tuy có chút ốm đau nhưng không trầm trọng. Cần quan tâm đến các bệnh tim mạch, huyết áp và các bệnh nhẹ nhàng, có tai nạn thì cũng trầy xước tay chân chút xíu thôi. Năm nay do là được tương sinh bổn mạng, mộc sinh hỏa nên là bổn mạng không có nguy nan ha. Lái xe đi xa thì cần cẩn thận một tí xíu. Như vậy trên đây là tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các anh. Trai mà sinh năm Ất Tỵ 1965, nó khá tốt lành và có thể nói là nó đem lại nhiều may mắn, có thể về tài lộc tiền bạc. Hy vọng rằng những cái thông tin này sẽ làm cho các anh được ổn hơn, có cái tự tin hơn để đầu tư lớn và thu về thành công nhất định. Thì em có làm cái cả cái vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tuổi của các anh trong những cái tháng mà các anh đã tốt rồi, thì mình biết luôn tốt nó tốt cỡ nào và có tháng nào là kiên kỵ để mình mà có thể mà gọi lại đề phòng. Chứ còn không có thì mình cứ thừa thắng xông lên, mà tới cái tháng mà nói chung là nó có ổ gà thì mình phải giảm tốc độ, chứ không phải là cứ thắng toàn bộ là mình có thể làm được. Đầu tiên là đối với năm Mậu Tuất là tháng Giêng, tháng này là tháng Giáp Dần, một tháng Thủy thì mệnh là chúng ta là các anh là mệnh hỏa, gặp tháng Thủy là Thủy khắc hỏa, tháng khắc bản mệnh, cẩn thận bệnh nạn, bổn mạng khó yên. Thiên can thì Giáp gặp Ất, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Xét về mặt mà nạp âm ngũ hành á, Giáp Ất là đều hành mộc, cho nên là có thể nói là tương sinh về thiên can, đồng hàng về thương can. Địa chi là Tỵ Dần, Dần thân Tỵ, Dần Tỵ là thuộc nhóm tự hình. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, mà ở đây thì dĩ nhiên chữ Giáp nó sẽ lớn hơn chúng ta, Dần nó sẽ lớn hơn Tỵ, cho nên là chúng ta sẽ bị cái tháng nó tương khắc. Như vậy là đối với tháng Giêng thì các anh đã trải qua rồi, thì mệnh thì không được khỏe khoắn lắm, tại vì tháng dù gì nó tháng nó khắc bản mệnh của các anh. Thiên can thì công việc không đến nỗi nào, nhưng mà địa chi thì nó cũng có những trúc trắc trục trặc, gây không có vui vẻ trong gia đạo. Có thể chuyện này chuyện kia làm cho các anh suy nghĩ và tốn tâm tốn lực. Nhưng mà dù sao thì tháng nó đã qua rồi, có nói đến thì các anh cũng không có ảnh hưởng. Tháng nói tới tháng này, tháng này là tháng 2, tháng Ất Mão, cũng tiếp tục là một tháng Thủy. Thì tháng 2 thì hôm nay đó là ngày 18 rồi, coi như là đi được 2/3 tháng rồi. Thì mệnh cũng như ở trên, thì Thủy nó khắc hỏa, tháng khắc bản mệnh nên cẩn thận bệnh nạn, bổn mạng khó yên. Thiên can Ất thì nó cùng hàng Ất Ất luôn, và cùng hàng mộc, cùng hàng nên là thuận lợi trong công việc làm ăn. Địa chi Tỵ với Mão tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung cũng không tương hợp nhau. Như vậy là tháng 2 thì ngoài cái việc mà sức khỏe nó vẫn có vấn đề như là tháng 1, nó cứ cảm thấy khó chịu, người cái không yên, ngủ không ngon giấc, mà cứ phải suy tính chuyện này chuyện kia, thì đó là cái tháng 2 này.
Còn thiên can thì rõ ràng là chữ ất cũng đồng hàng thì công việc nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Địa chi tỵ mão thì gia đạo cũng cũng không có là cái gì hết, cho nên tháng 2 đối với các anh là bình bình ha, chủ yếu là phần sức khỏe. Nhưng mà sức khỏe của các anh năm nay tổng thể là được mộc sinh hỏa, cho nên là cũng đỡ đần cho các anh rất nhiều chứ không có khó khăn. Tiếp theo 10 ngày nữa sẽ là tháng 3. Tháng 3 là tháng Bính Tình, một tháng thổ. Nếu mà theo dương lịch nó thì nó bắt đầu từ ngày 16 tháng 16 hoặc 17 tháng 4. Tháng này là tháng thổ. Như vậy mệnh là hỏa sinh thổ, sinh xuất bản mệnh, cẩn thận cái bản mệnh và sức khỏe của mình có nhiều điều không tốt lành. Thiên can đó, bính ha, ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Địa chi tỵ với thìn cũng tự chủ bình hòa, không hình hại, không tương hợp nhau. Như vậy là với cái tháng mà sinh xuất bản mệnh tiếp theo là tháng thổ, mà sinh xuất bản mệnh thì nó vẫn dù gì nó vẫn đỡ hơn là tháng bị tương khắc bản mệnh. Có thể là một chút khi mà bản mệnh bị sinh xuất á, là cái tinh quân tốt ở trong 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 cung mệnh, trong cái tiểu vận của mình nó sẽ bị giảm đi. Mà nó giảm đi thì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc một tí xíu chứ không quá nặng nề. Thiên can bính nó thuộc hành hỏa, ất nó thuộc hành mộc. Như vậy đó là nó cũng là một cái tương sinh, cho nên có thể nói là tương sinh cái thiên can sẽ sinh ra công việc dồi dào, thậm chí là có tiền. Như vậy là tháng 3 là một tháng khá ổn định đối với các anh, thậm chí có tiền tài. Tiếp theo là tháng 4, tháng Đinh Tỵ, một tháng thổ. Thì mệnh cũng như tháng 3, hỏa sinh thổ, sinh xuất bản mệnh, cẩn thận bản mệnh và sức khỏe. Thiên can đinh cũng là thuộc hành hỏa, ất thành mộc ha. Nhưng mà xét về mặt tử vi thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tỵ với tỵ là năm sinh tháng đẻ, cẩn trọng rắc rối gia đạo. Như vậy là tháng tư là tháng tháng tuổi của các anh, tháng tuổi của năm Mậu Tuất. Nhưng mà chữ đinh lại thuộc hành hỏa luôn, các anh chữ ất thuộc hành mộc là tương sinh, cho nên là tháng này nếu mà xét ra nói là nặng. Các anh sợ tháng tuổi nhưng mà tháng này không sợ. Đinh tỵ thổ đó, nguyên đinh tỵ thì thuộc hành thổ cho nên là không có quá nặng nề, dù gì cũng là được tương sinh thì không đem lại quá nhiều cái sự rối rắm cho các anh đâu. Và cũng xét chung về công việc thì không có gì lớn lao, chủ yếu phần địa chi là tỵ với tỵ là thuộc tự hình tháng đẻ mà, cùng là tháng tuổi, dĩ nhiên nó sẽ có rắc rối một chút về gia đạo, có thể là rắc rối một chút về cuộc sống, nhất là những cái đứa con mà dưới 21 tuổi sẽ dễ gây cho các anh hao tốn tiền bạc. Rồi vượt qua tháng 4 thì các anh đến tháng 5, tháng Mậu Ngọ. Tháng này là tháng hỏa, tháng thiên thượng hỏa, hỏa đồng hàng ha, bản mệnh tốt. Mà các anh cũng biết rồi, năm nay là năm hỏa vượng, đặc biệt năm giữa tháng giữa năm là hỏa rất vượng, sẽ rất tốt cho người mệnh hỏa của các anh. Thiên can mậu ất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Địa chi ngọ với tỵ ha, tự chủ bình hòa, không hình hại, không tương khắc. Như vậy là ngoài cái tháng này là tháng tốt mà, ngoài cái việc là mình có được bản mệnh đồng hàng, thiên can không xung không khắc, địa chi cũng không xung không khắc, mà hỏa nhiều thì lửa càng bùng cháy lên nữa, thì rõ ràng là tháng này rỉa sinh tài lộc, tiền bạc ổn định và thậm chí là có nhiều may mắn. Nếu như mà muốn chắc cú có trúng vé số không thì nên mua tháng này, chứ mấy tháng kia đừng nên mua ha. Nhưng mà rõ ràng là đối với cái người mà tuổi Ất Tỵ Nam Mạng thì tháng này rõ ràng là một điều tháng tốt. Đến tháng 6 là tháng Kỷ Mùi. Tháng này thì bắt đầu từ ngày 17 tháng 7, 18 tháng 7 ha. Thì mệnh cũng hỏa đồng hàng tốt, thiên can Ất Kỷ. Như vậy là Kỷ nó khắc Ất. Không, Ất nó khắc Kỷ chứ. Ất nó khắc Kỷ là thiên can tương khắc tháng. Địa chi Mùi và Tỵ tự chủ bình hòa, không hình hại, không tương hợp với nhau. Như vậy là tháng này chúng ta cũng vẫn được, các anh vẫn được mệnh đồng hàng hỏa tốt. Tuy nhiên cái thiên can ất khắc kỷ
sẽ gây trở ngại trong công việc, nhưng mà do là chữ ất nó khắc chữ kỷ cho nên các anh cũng dễ dàng vượt qua được, tạo được những cái giải quyết được những cái khó khăn trong công việc nó gây ra. Mùi với Tỵ thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không tương khắc với nhau, thì vẫn không có gì quá đáng ngại đối với tụi các anh. Như vậy mà thấy được rằng là sáu cái vận hạn của 6 tháng đầu năm của các anh đem lại nhiều cái lợi ích tốt đẹp cho công việc. Chỉ có một cái tháng 6 là ất nó khắc kỷ thì nó cũng có những cái rắc rối các anh sẽ giải quyết được, rất là đơn giản thôi. Chứ còn nếu như vậy là kết hợp với cái tử vi mà cả năm vốn dĩ là các anh đã có được nhiều cái thuận lợi rồi, xét trong tử vi từng tháng đối với cái năm này thì các anh là càng thuận lợi hơn trong công việc làm ăn. Có một chút đôi chút về gia đạo, chủ yếu là phần sức khỏe của cái 2 tháng đầu năm thôi, chứ còn ngoài ra thì tương đối là tương hợp và tương đồng hàng không, sẽ đem lại nhiều cái may mắn. Tại vì nào, bổn mạng của chúng ta mà được tốt, không tinh quân tốt ở trong người chúng ta nó sẽ phát sáng, mà cũng như rồi chúng ta có phát sáng lên, chúng ta có tươi tỉnh hơn thì mọi việc nó sẽ hanh thông. Rõ ràng đây là một năm rất là thuận lợi đối với tuổi Ất Tỵ của nam mạng. Vì sao? Vì nó đã qua những gì mà em phân tích thì nó đã rất là tốt. Hy vọng đó là những cái tín hiệu tốt để các anh có thể đầu tư lớn, làm ăn phát đạt, có tiền tài. Nếu như mà các anh thấy video của em hay, xin bấm like và chia sẻ để nhiều người tuổi Ất Tỵ biết đến và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký bên dưới để đón chờ tử vi phong thủy của các tuổi khác mà em tổng hợp được để mà giúp đỡ mọi người trong cuộc sống cũng như là gia đạo. Rất vui vì các anh đã chú ý theo dõi đến giờ phút này. Hẹn gặp lại các anh cũng như mọi người ở những video tiếp theo về tử vi phong thủy. Bye bye và hẹn gặp lại.